Không còn bao nhiêu ngày nữa là chúng ta đón cái mùa đại lễ 18 tháng 5 lần thứ 84. Chúng sanh có 84.000 bệnh thì pháp có 84.000 pháp. Và hôm nay 8 với số 4 là cộng lại là 12. Trong cái 12 này đó là từ Tý Chí Hợi, mà ông Ba ông cho biết á, là từ Tý Chí Hợi biết đâu mai chiều. Nghĩa là trong cái từ Tý Chí Hợi này mà từ cái tý gác của cái năm đó là 2020 đó, là trở lại cái cơ tận diệt để rồi lập lại cái đời tưởng ngôn tính đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay cũng một cái ngày cũng có mặt trên Châu Phú là nhà chú Tư Giang. Hôm nay Đại Dũng cũng xin hỏi chú Tư Giang một hai ba câu. Như là ông bà Hới có nói là con mèo ngồi sợ gắn xa đàn, dê thời ghét khỉ mới sớm làng sạch chơn, thập bát quốc làm hội đầu sơn, thăng thiên độ khổ nhờ ơn Phật trời. Rồi với lại cái câu là niềm ấn hữu lưỡng hình loạn trị, quả điềm này hình tị loạn thâm, diêm quốc khởi binh năm, hoàng cung dân hình tị. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, con xin hỏi thứ tư. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, lễ cung kính Đức Phật, Đức Thầy. Kính trình quan thượng đẳng đại thần Đức Cố, có Đức Ông, có Đức Bà và các vị siêu phàm trong cái hệ Vũ Sơn Kỳ Hương đã tu hành đắc đạo. Kính thưa chú quý đồng đạo kính mến, hôm nay chúng ta được cái nhân duyên hội ngộ trong cái bầu không khí trang nghiêm đạo đức. Mà nếu nói tới cái đạo đức là một cái con đường tối thượng và một con đường để chúng ta tìm cầu chân lý để đến chỗ giải thoát và an vui. Đó là một cái con đường mà Đức Phật đã mấy nghìn năm để dạch sẵn cho chúng sanh, mà Ngài đã hy sinh cả cuộc đời là non tiếc rèn ra bát chánh kìa. Hôm nay Đức Thầy kính yêu chúng ta trở lại lâm phàm lần nữa là hiệu lộ sĩ ra đời thực tế, đem lời vàng dễ dỗ dương trần. Là đây những lời vàng son châu ngọc mà mỗi mỗi tín đồ chúng ta được hấp thụ qua cái giáo lý siêu thượng của Đức Thầy. Đây là một cái chân lý bất nhị có một không hai, mà cái chân lý này là do Đức Thích Ca Mâu Ni từ phụ, Ngài đã ra sắc lệnh cho Đức Thầy chúng ta để giải đạo, là ta thừa dưng sắc lệnh Thế Tôn khắp hạ giới triển khai đạo pháp. Nếu trong thời kỳ này mà nếu không nhờ Phật pháp mình ra đời giải đạo thì chúng ta chưa hiểu cái chân lý, chúng ta khó mà tu được theo con đường chánh đạo. Bởi vì thiền lâm Phật thích thời xưa kia, non tiếc rèn ra bát chánh kìa. Trong cái non tiếc mà gọi là thiền lâm, mà hôm nay được Đức Thầy trở lại là nay rừng bụi, nay rừng bụi có người mở ngõ thì nói theo dấu thỏ thằng dê. Ở trong cái rừng Quang Du mà được Đức Thầy đó là Ngài khai mở để cái đường đi, nước bước và cái con đường để chúng ta giải thoát, gọi là rừng bụi mà có người mở ngõ. Thì noi theo dấu thỏ đàn dê, Đức Thầy chúng ta đã sinh vào 1919 năm Kỷ Mùi, Đức Thầy khai đạo 1939 năm Kỷ Mão. Thì Thầy dùng danh từ thỏ làm mèo đúng không vậy? Dấu thỏ đàn dê. Thì mỗi lần cái chân lý mà không biết bao nhiêu những lời vàng son châu ngọc, Đức Thầy chúng ta ra đời thời gian rất là ngủ. Chỉ có 7 năm, 10 tháng, 7 ngày Thầy dẫn mạng. Mà cái đó là một cái kho tàng pháp bảo Thầy rút tỉa tinh hoa Phật giáo từ Đức Thích Ca Mâu Ni, từ Khổng Tử, Lão Tử. Và Đức Thầy chúng ta không phải có hiện tại hôm nay, mà ta điên thở tam hoàng thượng cổ mà cùng thế thời cùng lộ hoàng gia. Từ đó thì chúng ta không phải còn gì mà nghi nan nữa, không còn gì mà phải nói là để rồi Đức Thầy chúng ta là vị Phật không vị Phật, rồi dâng thêm sức lệnh Phật A Di Đà. Nên tất cả những cái dự mà sự mà Đức Thầy đã dâng nhiều sức lệnh đó, thì cái giờ này chúng ta rất là may duyên, rất là quý báu.
xưa nay không có mấy khi Dương Trần có Phật vậy thì xuống đây. Trong với hệ Bửu Sơn Kỳ Hương dạy chúng ta quá đầy đủ, từ Phật Thầy Tệ An cho đến Bổn Sư Phật Trùm Chi Giải Bán Khoai đến Đức Thầy kính yêu chúng ta gọi là Ngũ Thừa Phật Giáo. Trong Ngũ Thừa Phật Giáo này, chúng ta đã bỏ nhiều cơ hội, chúng ta chưa có tu đắc đạo được, đến Đức Thầy hôm nay là cái thời kỳ cuối cùng của Hạ Quân Hạ, lần thứ chót gọi lời cửa thúc Thầy nhận cho bốn đạo rõ lòng. Đây là lần thứ chót mà được Đức Thầy Ngài văn lệnh của Đức Thích Ca Mâu Ni Tục Phụ và Đức Ngọc Hoàng, Đức Vua Minh Dương từ năm 1939, là năm đó là được Đức Thầy ra đời giải đạo, từ năm 1936 là Ngọc Hoàng vũ sổ, gọi là chúng sanh ngang ngược làm liều, Ngọc Hoàng Ngài muốn xử tiêu cho rồi, là cái năm đó xử tiêu đó quý vị. Nhưng mà trước cái thời gian đó đã có vị Phật ra đời rồi, chứ không phải không có, là Phật Thầy Tây An cũng xuất hiện từ ở làng Tầm Sơn vào mùa thu Kỷ Dậu 1849. Thì lúc bây giờ Ngài tu hồi nhỏ ở cảnh Tà Lơn, khi Ngài trở về nơi cái làng Tầm Sơn thì lúc bây giờ là cái bệnh dịch đó cũng là nổi lên hàng hà, sa số người ta chết cũng vô số kể. Thì nhờ Đức Phật ra cứu, chứ còn nếu mà không có Phật thì ra đời thì không ai cứu nổi đó. Bệnh khổ chúng sanh này là khổ dữ lắm. Đức Thầy chỉ biết là bệnh khổ chúng sanh này từ đời vũ thủy gì dữ lắm, nên Đức Phật mới ra xuất hiện là để chúng sanh bệnh khổ quá chừng. Bởi vì trời mở cửa quy dương xuống thế đó, chứ không phải mà đơn giản được đâu, nên ta mới ra tay cứu tế kẻo chúng sanh bệnh khổ quá chừng, sau quy dương đi đứng nửa lần mà thêm ta tuổi chúng sanh nó biết. Chúng ta đừng nghĩ rằng là ở trên đời này là đem cái sức mạnh của cái thân mình, của tiền bạc mình, rồi mình hưởng thụ để muôn đời, không có chuyện đó đâu. Nên quý vị nghe cái lời của Phật Trùm muốn nói không? Phật Trùm muốn nói là tưởng chừng những việc còn mơ, tưởng chừng là những việc còn mơ, là mình tính thế gian này mình sống đó là 1000 tuổi, 100 tuổi hay là 200 tuổi gì đó, lo nhà cửa vật chất tài sản tiền bạc gì lo là mơ còn hưởng hoài. Nhưng mà Phật trời đã định một giờ thì xong, chứ không có nhiều đâu, không có giờ xong, chứ không có lâu. Rồi thời gian qua lại, rồi từ Bổn Sư, rồi từ Phật Trùm Chư Giải Bán Khoai, nhiều vị đã ra đời. Mà mỗi vị ra đời đó là chúng sanh này cái bệnh khổ mới có ngày mới xuất hiện, vì cái nhân duyên của chúng sanh mà cái ngày xuất hiện. Còn Đức Thầy chúng ta cũng vậy, là ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão ta quá hiện ra đời để cứu độ chúng sanh, là thấy nỗi khổ chúng sanh là chẳng nỡ ngồi nữa, có gì thì hướng quả bồ đề trường thọ, bồ đề trường thọ mà còn len lỏi với chúng hồng trần để chịu cảnh chịu kém. Vì lầm từ ái chứa trang thương bất tánh tới hồi tai họa, Phật Dương Đà chỉ rõ mái diệu quyền để chuyển lập hội long qua, chọn đứng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi người đủ khắc thiện căn, thì giáo truyền đại đạo định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình tự giảng quốc tiêu bang. Như vậy thì bây giờ đó là ông Phật cũng xuất hiện tại đất nước Việt Nam chúng ta, là mấy vị Phật. Quý vị thấy Phật Thầy Tây An là một, Sư Giải Bán Khoai là hai, Bổn Sư là ba, Phật Trùm là bốn, và Đức Thầy chúng ta là năm. Còn thêm cái sau này Ngài mà Thầy ra cái sấm giảng nữa thì thêm ba vị ở trong cái đệ tử của Thầy Tây An, cùng thời ba tới một Thầy, giảng dạy dễ đầy rõ việc thiên cơ. Sao mà các Ngài lại nói thiên cơ? Thời kỳ tận diệt của nhân loại để đi vào đời Thượng Quan Thánh Đức, có ngào có người phải trải qua một cái sổi sành, qua sự chết chóc, rồi mới đến cái ngày lòng qua đại hội được. Mà Đức Thầy chúng ta khẳng định một câu là mừng việc hay ho, lo là lo việc ốc sò chảy qua, phải đi trên sổi sành. Thì đến lúc đó là người hung trên đất chặt thay, dòm xem bắt thảm ngày rài cho dân mấy người còn được sát thân, thì là đài ngọc cắt lăng dựa kề, thương trần ta cũng ráng thề, đặng cho bá tánh liệu bề tụ thân. Tu hành chẳng được đức ăn thì ta chẳng phải sát thân người đời. Bởi vì ông Phật mà ông độ khóc chứ không có độ cười, khi mà các ngài mà xuất hiện rồi đó là kể như người ta không còn tả nổi.
thì cái ngày Đức Thầy chúng ta ở tổ đình. Đức Thầy có nói với Bút Bút là tôi dạy đạo với tôi sau này tôi có thời gian sẽ dẫn tín đồ lâu lắm, không ai biết tôi đâu chứ. Thì ông Bút mới hỏi thầy là thầy đi rồi thầy về không? Thầy nói về chứ. Ông Bút mới hỏi với thầy vậy chứ, thầy đi mà chừng nào thầy về? Thầy nói, tôi nói Út bộ Út hay đó nghe, là khi cái bệnh dịch này nè toàn cầu mà nổi lên đó, không còn thuốc điều trị, không còn thuốc điều trị, rồi tiếp đến đó, là lại thêm cái bệnh mà khi mà nổi lên mà chết đó, là người ta đó là chết chôn không kịp nữa, thì ngày là tôi mới trở lại. Mà vừa qua rồi cái bệnh đó là cái bệnh gì quý vị? Cái bệnh này bệnh trời, cái bệnh gì đó. Mà Đức Thầy cho biết no chiều lại đó, mai mà dương trần sắp dướng bệnh trời từ đây. Ở đây là cái cơ trời mà đã khiến cho nhân loại đến lúc đau khổ và kể cả chiến tranh này. Kính thưa quý vị, ai mà làm vậy? Ai mà làm bệnh? Rồi ai mà làm chiến tranh? Ai làm cho nạn đói này? Đó là cái khổ ách này đang thức tỉnh trần thôi. Biết rằng là cái nhân loại này đó là thì các ngài đã nuôi dưỡng thời gian đó là quá dài dẳng cho mình trơn. Mình thử ra đó là trong cái việc đời mà khi xảy rồi thì nói chung đó là khổ ách này đang thức tỉnh trần thôi. Rằng thiên định tuần đời sắp hạ. Đây là trời định chứ ngoài ra không ai định trơn. Còn Đức Thầy chúng ta mới nhắc thêm là rốt cuộc tương lai do quyết định. Phương trời xa thẳm lắm người qua. Hay là đầu ngưỡng vọng đất trời, minh chứng tấm lòng thành quyết dựng đạo đời. Đạo thầy cũng dựng mà đời thầy cũng dựng. Đừng có ai nói rằng là thay thế Đức Thầy được. Không ai thay thế thầy trở. Một tay ta quốc an bang, nước nhà dựng đặt Nam Đàn hiển dinh. Bây giờ nước Việt Nam thì chúng ta sống trong cái vùng đạo, là con rồng cháu tiên, là Đức Thầy cho biết là dạy đạo chánh vì thương Nam Việt. Ở cao miên vì mến tần hoàng, trở về Nam là có sửa sang cho thượng tính được trần chân lý. Thành thử ra cái trung tâm Ấn Độ mà bây giờ được các ngài dời về ở nơi đất nước Việt Nam chúng ta, gọi là cõi trung ương luân chuyển phương Nam, mở hội thánh cho người trung hiếu. Thời gian Đức Thầy đã dành chúng ta là quá dài dẳng rồi. Không còn bao nhiêu ngày nữa là chúng ta đón cái mùa đại lễ 18 tháng 5 lần thứ 84. Chúng sanh có 84.000 bệnh thì Pháp có 84.000 Pháp. Và hôm nay 8 với số 4 là cộng lại là 12. Trong cái 12 này đó là từ Tý Chí Hợi mà ông Ba ông cho biết á, là từ Tý Chí Hợi biết đâu mai chiều. Nghĩa là trong cái từ Tý Chí Hợi này mà từ cái tý gác của cái năm đó là 2020 đó, là trở lại cái cơ tận diệt để rồi lập lại cái đời tưởng ngôn tính đức. Mà Phật Trầm muốn cho biết là tiên sanh ư tý vậy thì mở lại cái đầu đời tưởng ngôn tính đức gọi là tiên sanh ư tý. Vậy thì mà địa tịch ư sủ, địa là đất, tịch là chết, cái năm tăng sủ rồi lỡ là địa tịch ư sủ đó quý vị. Vậy thì chẳng sai, không có sai đâu, không có gì hết đâu. Mà tiên sanh ư tý tức là giữa cái âm dương của trời đất và địa tịch gọi là thiên địa. Vậy thì chẳng sai, nhân sanh ư dần bằng nay. Ông bình lại cho mình cái năm đó là nhâm dần, gọi là nhân sanh ư dần bằng nay. Ông nuôi cho mình lại một năm coi mình có tu giác ngộ được không. Nếu không thì bắt đầu qua cái mẹo năm tặng diệt. Gọi là nhân sanh nương dần bằng nay. Đầu nguồn giáp tý là muốn nói năm canh tý đó. Đầu nguồn giáp tý sinh lại rời rời lưỡng nghi. Mà cái lưỡng nghi này là cái lực âm dương của trời đất. Gọi là thầy cho biết là trải hai năm dư. Mang một túi đồ thư mà trước đây đó tôi đã có giải rồi. Hôm nay tôi xin nhắc lại một lần nữa để cho quý vị chúng ta tin tưởng lời tiên tri của thầy. Từ năm 1939 đó là tới năm 63-64 nó là được cái đạo có tư cách pháp nhân lo do Lương Trọng Tường để làm hội trưởng. Đó là giáo quyền, giáo hội. Được khai mở đạo Phật giáo hòa hảo đó là ban trị sự các nơi và phổ thông giáo lý truyền hoài cho đến 1975.
thì lúc bây giờ là đạo không còn nghĩa là để truyền bá nữa, mà từ chùa chiền cho đến tất cả những hội quán đều bị ngưng trệ hết em. Thì đó là một cái thử thách đó, nói chung ra là để cho chúng ta tự để chúng ta giải quyết cuộc đời của mình. Rồi dài đến đó là từ cái năm 75 cho đến 1999 đó, thời gian đó là quý vị biết là mấy mươi năm. Nhà nước này người ta khó lắm. Thế mà khi cho đạo được cái tư cách pháp nhân rồi, gọi là ban đại diện của tôn giáo Phật giáo Hữu Hảo, gọi là Bắc Nam, chờ đợi cuối thình sẽ lo nhận tị chuyển thân hình các ta. Ông Lê Quốc Vịnh là cái người Bắc, mà ông Mười Tôn là người Nam, gọi là Bắc Nam chờ đợi cứu thình sẽ lo vận chuyển thân hình thác ta. Thì Đức Thầy chưa xuất hiện, mà vận chuyển từ cái tôn chỉ hành đạo cho đến cái hình Đức Thầy đang chuyển các nơi để cho anh em có một cái cơ duyên cuối cùng. Ai còn có lòng tín ngưỡng Phật trời để có ngày vớt cái tận cùng với mình cái nữa. Nên Đức Thầy biết là nếu ngày nào khai thông đại đạo, đuốc từ bi rọi khắp cả nhân gian, bể trầm lưng khô cạn sáu đàn, tăng sĩ mới trở về nó thanh tịnh. Thì bây giờ đó là cái ngọn đuốc mà từ bi chí thiện và khai ngọn đuốc của Thầy đó, là bây giờ đã bay liệng khắp năm châu thế giới. Trước đây tôi cũng trao đổi một cái đề quan trọng là hồi xưa thì chúng ta nghe cái lai vô. Cái lai vô có nghĩa là Đức Thầy cho biết đó là cuộc thế giới chuyển lai như chống một phiên dân tình hay lắm mà nghe. Lâu lắm chúng ta được nghe cái tin thế giới. Thứ hai nữa là cái tivi mà vào cái bữa thứ bảy là chúng ta mới nghe cái lương rồi nó báo tình hình ở thế giới. Chứ còn phải được nghe như bây giờ. Bây giờ đang thông tin về cái mạng mà Internet đó, với cái cộng đồng mạng đó. Bây giờ hai cái nó vô một lượt. Bật lên thì vừa nghe mà vừa thấy luôn. Gọi là mắt nhìn của Bắc Thánh Thê nó mang kinh khổ cũng kề vì bên tay. Rồi cuộc thế giới chuyển qua như tống chống mà khuyên như tình lắm mà nghe. Hai cái này nó vô một lượt rồi thì thời kỳ đã kết thúc. Nên tất cả những cái gì mà trên cộng đồng mạng này anh em đã đưa thông tin về giáo lý trơn truyền của Đức Thầy Đức Phật, năm châu thế giới này đã hiểu biết hết, không còn lạ lùng gì. Không còn lạ lùng gì cái kho tàng pháp bảo mà Đức Thầy kính yêu chúng ta đã dành cho mỗi người tâm linh ở nơi cảnh ta bà này đang chờ đợi chúng ta từng giờ từng phút, từng giờ từng phút. Nhưng mà thời gian nó hết. Lý do sao để hết? Đáng lẽ ra thì cái cơn bệnh dịch vừa qua đã cảnh cáo mình thì thức tỉnh lo tu hành. Thế mà trong cái cơn bệnh dịch qua rồi thì tưởng chừng như là không còn gì nghĩ đến cái sự sanh diệt, sanh lão bệnh tử nữa. Hẳn hờ. Nên Đức Thầy cho biết là việc tu thân thượng tính hẳn hờ, chừng quá đến e cho có tránh. Giờ này theo chúng tôi suy nghĩ rằng rất là hẳn hờ. Chứ còn bây giờ mà ngày xưa mà Ngọc Hoàng đã vũ sổ là cái năm 136 đó, là chúng sanh ngăn ngược làm liều, Ngọc Hoàng muốn xử tiêu rồi năm đó xử tiêu đó. Nhưng mà Đức Thầy chúng ta đó là đã cho biết đó, ông cha thở trước mua si mà ngay mà thật hơn thì rồi nay. Còn xã hội bây giờ đó là xã hội đến lúc là cặn bã xã hội và đen tối, đưa con người đến không còn nhân nghĩa đạo đức, phải tranh đấu vượt giành hơn thua từ lời nói, từ tiền bạc cho đến từ để sự sống hàng ngày, là tất cả gì đi vào đấu tranh kia cố hết. Như vậy thì các ngài còn để hay là vũ sổ gì? Phải vũ sổ thôi. Như vậy thì chúng ta nên hiểu rằng là trong cái việc đó là sau khi cái lúc Thầy còn hoằng pháp độ sinh 1945, thì lúc bây giờ 8 giờ sáng ngày 26 tháng 8 năm Mão Dậu 1945 thì Mỹ nó bị chia bỏ có hai cái bom đồng minh với Nhật thôi. Thì Nhật Hoàng đầu hàng vô điều kiện. Thì nói chung đó là cái bệnh dịch tả lúc bây giờ là khí độc chỉ bay từ ở bên cái Nhật thôi. Cái đảo là mà Trường Kỳ và Ishiwa đó. Thì người ta đã để như chết đây mình trốn không kịp. Mà cái kỳ này khi mà trở lại cái năm nay nữa đen. Thì theo là tiên tri của ông ba cho biết là nạn binh nẻ tóc kỳ nhà, hùm tha sáu bắc trẻ già thương ôi.
mới trở lại những cái việc vừa qua để dũng hỏi. Tôi nãy giờ tôi phân tích cái này thêm, chứ tôi chưa đi vào cái chương trình để tôi kết thúc những cái câu chuyện tôi nói chuyện, mà tôi sẽ nói thêm những cái quan trọng của cái năm nay. À, cái năm nay thì cái năm Quý Mão, mà Quý Mão năm nay đó, gọi là con mèo cái chứ không phải mèo đực nha. Mèo cái mà lại thêm heo, mà hai mèo con, gọi là điềm ứng hữu lưỡng hình loạn trị, mà quả điểm này thành tụy loạn thâm. Diêm Chúa thì khởi bên năm mà hoàng thiên dâm thịnh tỵ. Chúng ta đã hết cái tháng 4 rồi, đi vào một cái tháng 5. Vì thì bây giờ đó là có Phật ra đó, diệt thế mới thấy linh. Mà cái linh là sao quý vị? Bởi vì có Phật ông ra đó mà ông mới cứu độ cái bệnh nổi cái chúng sanh này. Ông mới có Phật ra rồi đó là mới chuyển lục hội nó qua được. Rồi mới thu phục 18 nước được. Rồi mới là bắt ông Năm Chèo được. Là chỉ có Phật ra diệt thế mới thấy linh. Giặc trời loạn động mới âm binh mới giấy loạn. Sao gọi là giặc trời? Trong cái thuốc men mà chúng ta uống đây trị tạm thời thôi, chứ sau này là không còn thuốc uống đâu nha quý vị. Sau này không còn thuốc gì mà điều trị được đó. Mà Đức Thầy đã cho biết là có đeo bệnh tật vào thân với vàng sẽ nhỏ với thằng đổ vô. Thành lòng nước lã nên hồ hữu tâm chứ đức cam lộ Phật ban. Hay là có đau thì thuốc đó mà dòm trong bản chữ về nhà kiếm cây. Thì chỉ còn tin tưởng Phật Pháp mấy ngày mới cứu độ được thôi. Như vậy thì cái hiện tượng vừa qua là cái bệnh dịch là để báo hiệu cho cái ngày thầy trở lại thôi. Còn năm nay thì là tiên tri quốc ba cho biết á, là con mèo ngồi mà sợ rắn xa đàn. Con mèo ngồi là mèo tháng. Mà đây là điểm ứng hữu lưu hình loạn trị đó. Năm nay lại thêm hai con mèo con. Con mèo mà mẹ mà lại thêm hai mèo con nữa. Rồi nào là ổng cho biết là đuổi trâu mừng cọp cọp răng răng. Mười phần thắt bảy mà tám phần văn ôi. Vậy thì bây giờ tới lúc này lúc nào là con mèo ngồi mà sợ rắn xa đàn. Là tháng tư gì rồi, quý vị thấy rằng là năm châu thế giới này muốn xin kinh doanh sự nghiệp, muốn làm ăn từ công ty dở dang cho đến năm châu thế giới này, nội khủng hoảng về cái thằng Nga mà quánh Ukraine thôi. Rồi bây giờ nhà cửa cũng tan hoang, đau khổ không biết bao nhiêu mà kể. Rồi ở đây đó mình có vui được không vậy? Phương xa có giặc thung dung đợt nào? Ở đây thì bây giờ chúng ta nói tàn ơi mấy ông tối ngày bàn hoài có gì đâu. Nhưng mà Đức Thầy chỉ biết lời xưa người cổ còn ghi. Người cổ là người xưa đó. Cổ ngữ hằng ghi thậm khổ đa tận diệt nhân gian trực thiên khoa. Hằng ghi là không phải ngài nói cho lời nói không, còn ghi sức chích dở nữa. Cổ ngữ hằng ghi thậm khổ đa tận diệt nhân gian trực thiên khoa. Lão giả hậu quy nhân, ấu giả mà ly kỳ thiên định, dĩ thiên la. Như vậy thì bây giờ đó là con mèo ngồi mà sợ rắn xa đàn, là không còn cái đường đi lối thoát của cái cảnh đời nữa. Con mèo ngồi mà sợ rắn xa đàn là dê thì ghét khỉ, sớm làng chịch trơn. Con dê mà nó ghét con khỉ, nó không có thận nữa mà nó mới ghét. Mà nó ghét kỳ này đó hen, là sớm làng chịch trơn là không còn bóng ngừ nữa nghe quý vị. Lý do cho vậy, năm châu thế giới này chúng ta đang xây dựng nhà cửa, sống trong niệm ấm chăn yên. Quý vị nghĩ rằng là chúng ta có phước để thì hưởng, chứ đừng nghĩ rằng là chúng ta đảm bảo được cái của cải này và thể xác chúng ta muôn đời, không có những đó đâu. Quý vị đâu có giỏi hơn ở Indonesia, qua cái trọng đất rồi là chết hai trăm mấy chục ngàn, đâu có giỏi hơn Nhật Bản. Nhật Bản làm cái nhà là đổ hầu luôn á, động đất nó không sao đó. Mà thế rồi đó là bị những trận cuồng phong rồi cuốn rồi nhà cửa trôi như gió hết. Thổ Nhĩ Kỳ trong một chốc lát chừng tiếng đồng hồ rồi thì ý Syria là năm mươi mấy sáu chục ngàn người đó là vùi sâu với mồ quang có lạnh. Chúng ta không cưỡng lý cho cửa trời nổi. Như vậy thì bây giờ Đức Thầy mới nói rằng là ru con buồn ngủ chưa mê. Chân lý tuyệt vời của thầy dạy đạo từ năm 1939 tới nay. Dạy bảo cho tín đồ mà Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử. Dạy bảo cho mình hoài hoài mà tới giờ này đó, càng ngày lại dòm thấy tín đồ càng tệ. Không có mê hết.
ba hồi tu coi được, bốn hầm hậu thì theo mê theo đời. Mê theo đời thì nhiều, ai đưa đất nào ra nhiêu thì lụm hết bao nhiêu, xe cổ tàu bè gì lụm hết trơn, rồi tiền bạc gì lo tư riêng này mình thôi, chứ không lo gì tới ai chứ. Rồi ai bàn gì cái lời tiên tri của thầy để cho ai bây giờ đây, giờ chúng nó tôi để Dũng anh em nhắc nhở cho mình, rồi ta biết cái đâu nó thiên cơ, không biết cái đâu nó thiên cơ đó, là chỉ nhắc lại lời thầy rồi tổ thôi. Nên đức thầy cho biết là lời xưa người cổ còn ghi những việc lạ rồi kỳ nay có hay chưa, mà chưa là với kẻ chẳng ưa cho người tâm đạo biết thừa tới đâu. Bây giờ quý vị tu, quý vị đứng ở bên cái người tâm đạo biết thừa, hay là quý vị bên cái người không ưa? Nếu mà bây giờ quý vị mà chê trách anh em đồng đạo mà nói rằng không có, thầy nói gì không có, vậy là quý vị nằm bên không ưa đó, nằm bên không ưa đó, thì đây là bị kẹt, bị kẹt ở chỗ không ưa. Còn bây giờ mấy người tâm đạo biết thừa tới đâu thì thầy đã tiên tri nó hết ra rồi, mà bây giờ hiển bày sự thật ra rồi. Nên thầy cho biết là này này, lời lẽ rắn ghi sau này sẽ thấy việc gì trên mây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, hôm nay con xin nhắc lại lời dạ ngọc của Đức Phật thầy Tây An, bài đầu cuối lại của quyền thất tổ. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, đầu cuối lại câu quyền thất tổ, ngõ đáp ơn báo bầu sanh thành. Này con quy Phật tu hành, cứu quyền thất tổ lòng lành chứng tri. Lời Phật dạy từ bi bác ái và nhân từ, quảng đại mở mang, hiếu trung con giữ vẹn toàn, từ rài chẳng dám lăn loạn như xưa. Sao hơn đằng phước thờ của Phật, hồn nhẹ nhàng vừa khỏi tử sanh. Nguyện đêm công quả tu hành, cứu trong tâm tổ giáng sanh liên đài. Về Phật quốc gài ngài an lạc, cả giống dòng giải thoát lưng trầm. Rồi đêm đạo pháp quyền thâm, độ trong sanh chúng hết lầm hết mê. Cả vạn vật đồng về Phật cảnh, chân lý trần áo anh gạt lường, nguyện cầu chư Phật mời phương, niết bàn tất tình là đường vô sanh. Nam mô A Di Đà Phật.